đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố tại tòa, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo, coi là chùm của đường dây này là Nguyễn Văn Dương, từ 8 đến 9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc và 3 đến 4 năm tù cho tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 11 đến 13 năm tù cho cả hai tội danh. Bị cáo Phan Xảo Nam từ 3 đến 4 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù tội rửa tiền. Tổng mức hình phạt chung là 6 đến 7 năm tù. Bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã bị Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 7 năm tù đến 7 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng với tội danh này, cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, mức hình phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Đặc biệt, với hai tướng công an, cơ quan công tố chỉ rõ, dù các bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như cáo buộc, tuy nhiên đủ căn cứ chứng minh việc chống lưng, bao che của các bị cáo này. Công ty CMC vừa có trụ sở trong lòng doanh trại của Tổng cục Cảnh sát, lại vừa có quyết định công nhận là đơn vị nghiệp vụ của C50 do Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký. Đó là của cơ quan cao nhất của lực lượng có cái chức năng trấn áp tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội và công nghệ cao. Nên việc vận hành game bài trái phép của công ty CMC không có cơ quan đơn vị nào giám sát hoạt động, dám đến để xem xét xử lý. Và chính Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo cho Nguyễn Thanh Hóa cho công ty CMC thí điểm. Bên trong thì Phan Văn Vĩnh tiếp tục công ty CMC vận hành tổ chức đánh bạc, chỉ đạo cấp dưới tiếp tục thực hiện và giúp sức chống lưng cho Nguyễn Văn Dương thông qua việc chỉ đạo Nguyễn Văn Thanh Hóa ký công văn số 3229 đề nghị cho các công ty CMC thâm nhập thu thập tin tức, tiếp tục vận hành cổng trò chơi. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định vụ án đã gây nguy hiểm cho xã hội, quy mô đánh bạc xảy ra trên không gian mạng không chỉ có trên phạm vi cả nước mà còn cả quốc tế. Những tội phạm trong vụ án đa dạng thành phần, từ không nghề nghiệp đến viên chức nhà nước. Đường dây đánh bạc online phát triển gần 6.000 đại lý trên cả nước. Riêng dữ liệu thu được trong ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2016 có đến 18 triệu tài khoản. Tổng thu lời bất chính vào dịch vụ đánh bạc trái phép là hơn 9.000 tỷ đồng. Cơ quan công tố chỉ rõ, thực tế thu hồi lại tiền tài sản do phạm tội mà có lên đến mức kỷ lục tố tụng tư pháp Việt Nam. Ngày mai, hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.